Hola mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Familia Khotaka Cuộc Sống Tây Ban Nha. Nếu như mà bạn nào mới xem cái video này của Khanh lần đầu tiên thì Khanh cảm ơn rất là nhiều luôn. Và subscribe liền ở bên dưới để trở thành bạn đồng hành của tụi Khanh nha. Thì cái video này Khanh sẽ nói về cái cách mà làm hồ sơ đi du học và cái cách chứng minh tài chính. Thì Khanh chỉ nói theo cái những gì mà Khanh đã trải qua thôi nha. Còn á, nếu như mà bạn nào mà chứng minh khác Khanh á, thì mong các bạn thông cảm, vì tại vì Khanh chứng minh như vậy thì Khanh sẽ chia sẻ đến như vậy thôi. Thì Khanh kể cho mọi người một cái câu chuyện này, là hồi đợt Khanh vừa mới đi Tây Ban Nha thì Khanh không có nói cho ai nghe hết trơn á. Khanh đi tầm một năm á, xong Khanh về Việt Nam Khanh chơi. Thì Khanh đi chợ á, những cái cô đó cổ cũng có biết Khanh lúc trước á, thì người ta cứ hỏi Khanh á, à, con ơi con đi đâu mà lâu quá vậy, không thấy con gì trơn vậy, con đi học hả? Thì Khanh cũng trả lời lại, dạ con đi học á cô. Xong rồi mấy cô đó cũng thắc mắc mà không biết mình nhỏ này đi học nước nào. Thì mấy cô đó có hỏi là, ừ con đi học nước nào vậy con? Cái Khanh mới nói, dạ cô con đi học ở Tây Ban Nha. Cái mấy cái cô đó cũng ngỡ ngàng lắm, cũng cái mặt đăm chiêu lắm. Ủa, cái nước đó có gì đâu mà con đi du học con? Ở đó có gì mà sao con đi du học vậy? Sao con không đi du học Mỹ, Úc, Canada này nọ? Trời thiệt, lúc đó Khanh cũng không biết nói sao luôn mọi người. Thực sự ra là Tây Ban Nha nói về cái vấn đề du học á, Khanh nghĩ là nó còn quá là xa xôi đối với lại con người Việt Nam mình luôn á. Vì tại vì họ không biết tiếng Tây Ban Nha là cái tiếng phổ biến cho thứ hai trên thế giới đó mọi người. Thực sự là họ không biết luôn, họ chỉ nghĩ là tiếng Anh thôi. Cho nên á, khi mà mình nói đi du học Tây Ban Nha thì họ rất là ngỡ ngàng luôn. Họ kiểu là đại loại là giống vậy luôn á, kiểu như ý ẹ luôn á, tại sao đi học Tây Ban Nha, hay là sao không đi học Pháp, Úc hay gì này nọ đi. Thiệt sự là lúc đó Khanh không biết giải thích như thế nào luôn á. Khanh cũng dạ, tại con thích nước đó vậy thôi à cô. Và đó, thì thật sự luôn á mọi người, đi du học á không phải là mình muốn tới được nước đó là mình tới được đâu mọi người. Thật sự là mình phải đủ điều kiện để đi được nước đó hay không nữa, nó mới là một cái vấn đề quan trọng. Bản thân Khanh á, Khanh từ trước giờ là Khanh chưa biết về đất nước Tây Ban Nha luôn. Trừ khi mà bạn Khanh đi rồi á, bạn Khanh giới thiệu cho Khanh và Khanh tìm hiểu cái đất nước này á, thì lúc đó Khanh mới cảm thấy là Khanh thích cái đất nước này. Thật ra là bạn đi du học á, là bạn phải hợp với cái đất nước nữa, bạn cảm thấy là bạn thích nó thì bạn mới đi được. Còn nếu mà bạn không thích á, bạn tới đó với tâm lý á, không có thoải mái á, là bạn sẽ không có enjoy được, không thể cảm nhận được hết tất cả những cái điều thú vị ở cái đất nước này đâu. Thì Khanh khuyên mọi người nha, nếu như mà mọi người thực sự là yêu thích cái đất nước mà mọi người muốn đi du học á, thì mọi người hãy đi. Chứ đừng có nghe ai nói là, à mày phải đi nước này nè, mày phải đi nước này nè, mày phải đi cái nước kia kìa, nó tốt hơn này nọ này nọ. Thực sự là đất nước nào cũng có một cái nét riêng hết đó mọi người. Không có đất nước nào mà không có một cái nét riêng hết. Cái quan trọng mới là mọi người thích nó, bản thân mọi người cảm thấy mình yêu thích cái đất nước đó, mình muốn tìm hiểu văn hóa về cái đất nước đó, thì mình hãy đi nha mọi người. Đừng có nghe lời người ta, đừng có vì lời nói của người khác mà làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Thì nói chung là mọi người vẫn phải nghe ý kiến của người khác, nhưng mà mọi người sẽ xét lọc nó như thế nào và lên mạng tìm hiểu, coi thử cái đất nước đó nó có phù hợp với bản thân của mình hay không. Vậy nha mọi người. Thì ok, thì bây giờ Khanh sẽ nói sơ qua những cái điều mà ở Tây Ban Nha họ cần thiết nhất. Đầu tiên á, là bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì tại vì á, ở Tây Ban Nha họ không chấp nhận hồ sơ cho các bạn đi học phổ thông ở bên Tây Ban Nha đâu. Trừ khi á, là bạn có gia đình, anh chị em gì đó thì đi theo diện gia đình á, thì bạn mới được học trung học phổ thông thôi. Còn nếu như mà bạn muốn đi du học á, bắt buộc bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông đã, thì lúc đó bạn mới được nộp hồ sơ đi du học. Và ở Tây Ban Nha đó, họ sẽ không cho bạn trống 2 năm đi du học. Có nghĩa là trống 2 năm có nghĩa là bạn không, trong cái khoảng 2 năm đó bạn không đi học, thì họ còn chấp nhận. Nhưng mà hơn 2 năm mà bạn không đi học thì họ sẽ không chấp nhận hồ sơ. Nếu như mà hơn 2 năm á, bạn phải chứng minh được là bạn đang đi làm thì họ mới chấp nhận hồ sơ của bạn. Thì đại loại là như vậy thôi. Khi mà Khanh nói về cái vụ hồ sơ á, thì Khanh sẽ nói thêm những cái điều cần thiết ở Tây Ban Nha nữa.
khi mà Khanh ở bên Tây Ban Nha á, Khanh có biết rất là nhiều bạn đi trước á, những cái anh chị đi trước á, họ tự làm hồ sơ luôn. Trời ơi, Khanh để dã man luôn mọi người ơi. Khanh á, bản thân Khanh Khanh rất là sợ luôn. Khanh sợ là mình làm hồ sơ thiếu này thiếu nọ, cho nên Khanh không có tự làm hồ sơ được. Khanh phải nhờ cái trung tâm dịch vụ á, mà trung tâm dịch vụ du học á mọi người, làm hồ sơ cho Khanh luôn á, để cho họ lo từ A đến Z luôn. Khanh chỉ nộp hồ sơ thôi và còn lại là họ sẽ hỗ trợ cho Khanh. Vì đại vì Khanh rất là sợ luôn, Khanh không có thể nào mà tự làm được hết trơn á. Tâm lý của Khanh nó rối bời lắm. Cho nên Khanh biết ai mà tự làm hồ sơ mà đậu visa, trời ơi, Khanh nể, cực kỳ nể luôn. Nếu như mà bạn nào mà tâm lý mạnh á thì bạn cứ lên mạng á search những cái thông tin mà hả cần thiết ở Tây Ban Nha đi du học á, mọi người có thể tự làm hồ sơ luôn. Còn nếu như mà bạn nào tâm lý yếu giống như Khanh á thì mọi người có thể giống như Khanh á, tới tới cái trung tâm du học á, rồi nhờ người ta làm rồi mình trả phí thôi. Thực ra phí nó cũng không có mắc lắm đâu mọi người, nó vừa phải thôi mà hồ sơ của mình nó hoàn thành xuất sắc nếu như mà bạn nào có giống như Khanh. Cái điều cần thiết khi mà mọi người muốn đi du học ở Tây Ban Nha đó, đó là giấy tờ cần thiết ở bản thân mình trước, đó là một cái cuốn passport. Thì bắt buộc á, bạn nào á mà đi du học á bắt buộc phải làm passport nha mọi người, làm cuốn hộ chiếu. Vì tại vì á, du học á, họ không chấp nhận giấy chứng minh nhân dân đâu, bắt buộc phải có passport thì bạn mới làm cái hồ sơ được. Vì tại vì ở trong cuốn passport đó, nếu như mà bạn đậu visa đó thì người ta sẽ dán cái visa của bạn đó, nằm ở phía sau vậy nè. Đây, người ta sẽ dán cái visa nằm ở phía sau. Đây, cái visa của Khanh đó, cái hình nó nhìn nó tởm quá cho nên mọi người đừng cười Khanh nha. Đây, cái mặt của Khanh nhìn ghê thiệt chứ. Thì đây là cái visa mà khi mà họ dán vào cái cuốn passport nếu như mà bạn đậu visa. Cái điều thứ hai đó, đó là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bắt buộc phải có nha mọi người, và đi kèm theo đó là học bạ. Vì những cái này á, là hả họ sẽ mang đi dịch thuật công chứng này nọ, coi cái số điểm của bạn ở bên trong. Số điểm của Khanh ghê lắm mọi người ơi, ẹ lắm. Hồi đó Khanh học dở, cực kỳ dở luôn, học ngu dã man ngu. Toàn là lo chơi không, chả nói lo học gì hết đó. Cho nên hả chắc giáo viên người ta cũng thất vọng về Khanh lắm. Cái tiếp theo á, đó là giấy khám sức khỏe nha mọi người. Đây cũng có cái mặt của Khanh luôn. Giấy khám sức khỏe này á, thì Khanh thám ở Chợ Rẫy. Vì tại vì á, ở Chợ Rẫy á, là họ chuyên khám về đi du học. Thì khi mà hầu như Khanh thấy là tất cả bạn nào mà ở Sài Gòn á, họ sẽ khám ở Chợ Rẫy hết. Nếu như mà bạn nào ở thành phố khác á, thì mọi người có thể lên mạng hỏi thử coi là mình khám ở chỗ nào thì được đóng mộc hợp lý. Thì vì ở Việt Nam á, à không, vì ở Sài Gòn á thì mọi người đều khám ở Chợ Rẫy để có được cái mộc hợp lý á mọi người. Thì Khanh biết là như vậy thôi. Và cái tiếp theo đó là trích lục khai sinh á mọi người. Cái tiếp theo đó là trích lục khai sinh. Thì cái trích lục khai sinh này á là hả mọi người phải cầm cái bản gốc của mọi người đi ra tới cái phường hoặc là cái quận của mọi người ở á, thì mọi người nói là à dạ con muốn trích lục khai sinh, thì người ta sẽ trích lục cho mọi người luôn. Vì ở Tây Ban Nha đó họ không chấp nhận cái bản sao, bắt buộc phải trích lục. Và tiếp theo đó là lý lịch tư pháp số 1. Thì cái lý lịch tư pháp này á, ở trong đây á, là nó sẽ ghi bạn phạm lỗi gì hoặc là không phạm lỗi. Thì nếu như mà bạn nào bị phạm lỗi á, thì sẽ không được đi nước ngoài đâu nha mọi người. Ví dụ như trộm cướp hoặc là gì mà nó có ở trong cái lý lịch tư pháp này á, là mọi người cực kỳ khó đi nước ngoài luôn mọi người. Và đó là những cái điều mà cần thiết nhất về cái bản thân của mình. Còn nếu như mà bạn nào á, mà đang học đại học hoặc là cao đẳng á, thì mọi người phải photo thêm cái bảng điểm hiện tại mà mọi người đang học nha mọi người. Vì tại vì á, những cái đó thì họ sẽ biết được là à, bạn đang đi học, bạn đang làm gì, bạn đang hiện tại ở Việt Nam, bạn đang là cái gì của cái xã hội này. Thì họ sẽ nhìn vào đó và họ sẽ sắp xếp cho bạn là có được đi hay không. Bộ hồ sơ của Khanh á, là Khanh xin là Khanh đi học tiếng. Khanh học tiếng xong rồi Khanh mới tiếp tục học đại học, mà mình chọn trường ở bên đó học đại học tiếp, chứ không phải là Khanh chọn về cái chế độ là học đại học luôn. Còn nếu như bạn muốn học đại học luôn á cũng cực kỳ khó. Tốt hơn á, là Khanh nghĩ á, nha, theo Khanh nghĩ á, là bạn cứ đăng ký đi học tiếng đi,
trừ khi là những mấy anh chị mà học master thì đăng ký học master trực tiếp luôn. Còn nếu mà bạn nào muốn đi du học thì bắt buộc là phải có một cái khóa một năm học tiếng trước, vì cái trường tiếng ở bên đây họ sẽ gửi giấy mời về cho các bạn, thì các bạn sẽ cầm cái giấy mời đó để mà đi du học. Thì bắt buộc phải học tiếng á mọi người. Nếu như mà bạn nào mà không biết tiếng Tây Ban Nha đó, mọi người qua đây á rất là ngơ luôn á. Lúc á Khanh mới qua, Khanh đâu biết tiếng gì đâu, Khanh ngơ lắm luôn á. Khanh đi siêu thị á, cái người ta hỏi Khanh á là hả, mày có muốn một cái bao không? Vì tại vì Khanh cứ nghĩ giống như Việt Nam á, khi mà mình tới siêu thị á, cứ người ta cho mình cái bao ni lông luôn, mình không cần mang ni lông hay không cần mang bao hay là gì hết trơn á. Nhưng mà hả, rất là ngỡ ngàng luôn khi cái ngày đầu tiên mà Khanh đến, Khanh đi siêu thị thì Khanh không có mang bao ni lông tại Khanh đâu biết đâu. Xong cái tới đó cái hả, người ta mới hỏi mình đó là mày có muốn một cái bao ni lông không, cái mặt Khanh ngu đây luôn vậy nè, hả gì vậy trời. Xong cái người ta mới nói tiếng Anh đó, là nói là các bạn có muốn một cái bao ni lông không, thì lúc đó Khanh mới hiểu. Khanh nói à, không không không, tại vì thực sự là Khanh không biết một cái giá tiền một cái bao ni lông nó bao nhiêu tiền hết trơn á, cho nên Khanh cũng ngơ ngơ như bò lội nón luôn mọi người, ngơ ngơ như bò lội nón luôn mọi người, không biết gì hết trơn á. Xong cái Khanh nói là no, là Khanh không muốn, Khanh không lấy cái bao đó. Xong cái hồi đó Khanh xách nguyên một đống đồ bằng trên tay luôn á, đi bộ về tới nhà. Xong rồi trời ơi, Khanh cảm thấy Khanh quê gì đâu luôn á, quê một cục luôn mọi người. Thực sự là phải học tiếng nha mọi người, phải học tiếng một khóa. Vì nếu như mà những bạn nào mà học đại học bằng tiếng Anh á, nhưng mà Khanh khuyên á, vẫn phải học một khóa tiếng để cho mình biết cái cách giao tiếp với lại người ta. Vì tại vì mình sống ở đất nước Tây Ban Nha mà bắt buộc mình phải biết được cái tiếng Tây Ban Nha. Ok, đó là cái phần của bản thân mình nha. Còn cái về cái phần quan trọng nhất luôn nè, đó là về phần chứng minh tài chính. Cái phần chứng minh tài chính này á, hồi đợt Khanh chứng minh á, ba mẹ Khanh á là mỗi người 30 triệu. Ba Khanh đi làm được 30 triệu một tháng, mẹ Khanh đi làm được 30 triệu một tháng. Và cái sổ tiết kiệm của Khanh á là 450 triệu. Khanh nhớ là như vậy á. Vì tại vì á, cái sổ tiết kiệm nó cũng là con dao hai lưỡi á mọi người. Nếu mà mọi người bỏ nhiều quá nó cũng không được, mà mọi người bỏ ít quá nó cũng không được. Nó phải khớp với lại cái bảng lương mà ba mẹ của bạn làm. Thật sự luôn á, thì Khanh chỉ chứng minh như vậy thôi à, Khanh không có bỏ thêm cái gì hết trơn á. Nhưng mà Khanh khuyên mọi người á, nếu như mà mọi người có sổ hồng á thì mọi người nên bỏ vô thêm luôn, để cho cái tài chính của mình nó mạnh hơn. Còn nếu như á, mà bạn nào á, mà đã đi làm rồi á, mà muốn đi du học á, thì mọi người có thể tự chứng minh tài chính ở bản thân mình và nhờ ba mẹ phụ giúp thôi. Thì cái số tiền nó sẽ giảm được một chút xíu, là có ba người chứng minh tài chính thì nó sẽ đỡ hơn. Thì Khanh á, thì Khanh không có tự chứng minh tài chính được, là lúc đó Khanh còn đi học á, cho nên á, ba mẹ Khanh phải chứng minh tài chính cho Khanh. Thì nếu như mà hiện tại á, là Khanh đã làm cái hồ sơ đó là năm 2017 rồi. Còn hiện tại á, là bạn nào muốn đi du học á, thì mọi người cứ lên mạng á, thì kiểm tra thử là hiện tại ở Tây Ban Nha chứng minh tài chính sẽ cần bao nhiêu. Khanh chỉ nói được những cái điều mà cần thiết nhất về bản thân mình á, là cần những cái giấy tờ gì thôi. Vì tại vì á, mỗi năm nó sẽ thay đổi theo một cái khác nhau. Khanh chỉ nói tạm thời cho mọi người cũng kiểu như là mường tượng được là đi du học Tây Ban Nha thì sẽ cần những cái hồ sơ gì là thiết yếu nhất. Thì đó là những cái vấn đề mà quan trọng của một cái bộ hồ sơ mà đi du học ở Tây Ban Nha. Thì thực ra đi nước nào cũng vậy hết mọi người, cái phần chứng minh tài chính là cái phần mà nặng đầu nhất luôn á mọi người. Có nhiều gia đình á hả, muốn cho con cái của mình đi du học á, nhưng mà điều kiện chứng minh tài chính không có á, cho nên rất là khó để mà đi du học luôn. Cho nên á hả, có nhiều người muốn đi du học mà không được. Thì á, bạn nào á mà đã được đi du học rồi á, thì Khanh hy vọng á là mọi người hãy tôn trọng cái những gì mà ba mẹ của mọi người làm ra nha. Thì thật ra đi du học á, nó cũng không phải là gọi là thiên đường đó mọi người. Nó cũng có nhiều cái trăn trở lắm mọi người. Thì Khanh sẽ nói luôn cho những cái bạn nào mà chuẩn bị đi du học, mà muốn đi du học ở châu Âu hoặc là nước Mỹ này nọ, hoặc là châu Mỹ, hoặc là châu Úc. Thì đi du học á, không phải là thiên đường đâu nha mọi người. Vì tại vì ở bên đây á, nó không giống như Việt Nam đâu. Bạn muốn là bạn cứ xách xe máy, bạn vun một cái là bạn đi chơi. Hoặc là có những cái quán ngồi ở ngoài đường kiểu giống như là trà chanh chém gió giống như ở Việt Nam mình đâu. Thì thật sự rất là nhiều người bị vỡ mộng khi qua nước ngoài luôn á. Nhưng mà Khanh không có dám nói rõ ra, vì tại vì á, Khanh không có biết chắc chắn là bản thân của mỗi người như thế nào, cho nên Khanh không có dám nói chính xác ra là nó sẽ buồn hoặc là nó vui. Nhưng mà bản thân Khanh lúc mà mới qua, Khanh cảm thấy rất là buồn luôn á, vì Khanh chưa quen với cuộc sống ở bên đây.
nó không có tấp nập giống như ở Việt Nam mình đâu mọi người, không có tiếng kèn cái đèn xe hơi hay là kèn xe máy tấp nập gì đâu mọi người. Xung quanh nó u ám rất là buồn, mỗi người đều có một cuộc sống riêng chứ không phải là cứ ê đi chà chanh không, ok leo lên xe máy ùn một phát tới nơi, không có như vậy đâu nha mọi người. Ok, thì cái video này của Khanh á, Khanh nghĩ là sẽ kết thúc tại đây. Những cái gì mà cần thiết nhất á, Khanh đã nói ra ở cái phần mà lúc đầu á, Khanh chia sẻ là cần những cái gì rồi. Còn nếu như mà bạn nào mà muốn đi du học á, mà muốn làm hồ sơ á, thì mọi người phải tìm hiểu kỹ, thiệt là kỹ nữa nha. Vì tại vì á, Khanh đã đi 3 năm rồi, cho nên nó mỗi năm á, sẽ thay đổi khác nhau. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của Khanh. Nếu như mà mọi người có thắc mắc cái gì á, thì mọi người cứ comment bên dưới hoặc là nhắn tin qua cho Khanh ở Instagram á, Khanh sẽ trả lời hết tất cả những cái thắc mắc của mọi người. Nếu như mà mọi người muốn hỏi thêm một cái vấn đề gì nữa ở Tây Ban Nha thì mọi người cứ việc comment cho Khanh nha, Khanh sẽ đọc và trả lời lại cho tất cả mọi người. Thì cái điều, những cái điều mà Khanh nói á, nó không phải là chắc chắn 100% nó sẽ xảy ra, nhưng mà Khanh hy vọng á là hả, những cái điều mà Khanh đã trải qua, Khanh nói ở đây á, cho mọi người hiểu được đi du học nó sẽ là như thế nào. Và những cái hồ sơ mà Khanh đã từng làm á, thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ có ổn hay không đối với lại bản thân của mọi người muốn đi du học. Thì Khanh nghĩ á, nếu như mà bạn nào muốn đi du học á, thì mọi người cứ tìm hiểu trước. Thì cái thông tin của Khanh á, nó chỉ là giống như là nó chỉ là một cái phần nào đó giúp các bạn có thể dễ hiểu hơn về những cái bước làm hồ sơ nó cần thiết những cái gì thôi, chứ nó không có chắc chắn 100% đâu nha mọi người. Thì ok, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của Familia Khotaka. Mọi người nhớ like, share và subscribe ở bên dưới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt.